Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay. Đó là sản phẩm đèn ổ từ xa Digital Kaki 3300. Một cải tiến nâng cấp cho những chiếc xe mà chưa có Smart Key. Đó, như những clip trước thì tôi đã giới thiệu về đèn ổ từ xa Digital Kaki KF là dành cho những xe có Smart Key. Và với chiếc Toyota Innova này đang sử dụng chìa khóa cơ. Như các bạn đã thấy đây, đây là chìa khóa gốc của xe, chìa khóa cơ đó ạ. Và chưa có Smart Key. Thì với bộ đèn ổ từ xa Digital Kaki 3300 thì chiếc xe này đã được trang bị thêm 2 Smart Key. Như các bạn đã thấy đây. Và chiếc Smart Key này có thể thay thế hoàn toàn chiếc Smart Key gốc của xe là chiếc chìa khóa cơ đấy ạ. Và vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng như là lock, unlock này. Thậm chí là có thêm tính năng tìm xe này. Và mở cốp này. Đó. Ngoài ra còn thêm nhiều tính năng nữa. Và ngay sau đây các bạn hãy xem hết clip này nhé. Và tôi xin phép giới thiệu tính năng đầu tiên của bộ đèn ổ từ xa này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng Smart Key mới của xe. Và chúng ta bấm 3 lần nút lock để đèn ổ từ xa. Đó, như các bạn đã nghe thấy tiếng động cơ. Chắc chắn lúc này là quạt gió điều hòa trong xe là đang hoạt động rồi. Và hãy thử hình dung trời mùa hè nắng nóng, chúng ta để xe ngoài trời, nhiệt độ trong xe lúc này rất là cao, cũng như là các bề mặt tablo hay là ghế da hay là vô lăng của chúng ta rất là nóng rát. Thì chúng ta hãy đèn ổ từ xa trước khi khởi hành đi. Đó, sẽ cho nhiệt độ ở trong xe giảm xuống và dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đây tôi test thử xem cửa xe vẫn đang được lock nhé. Cửa xe vẫn đang được lock, đảm bảo an toàn. Đồng hồ tablo đã sáng, quạt gió điều hòa đang khởi động. Rất là hay, rất là tiện ích. Và ngoài ra thì chiếc xe này đã được trang bị Smart Key này có thêm một tính năng, đó là tự động khóa cửa hay tự động mở cửa khi mà chúng ta mang theo chìa khóa theo người. Chúng ta không cần bấm nút lock để mà khóa cửa hay là unlock để mở cửa nữa khi chúng ta đến gần và mang theo chìa khóa. Đây, như tôi đang cầm đây. Đó, lúc này là cửa đã được mở. Tôi có thể vào trong xe. Và đây, như các bạn thấy, đó là nút start stop đã được trang bị rất là đẹp, mạ chrome viền. Đó, trông rất xịn sò đúng không ạ? Và tôi sẽ đèn ổ nha. Vâng, và chiếc xe đã được đèn ổ. Và chỉ với thao tác đó là chúng ta nhấn chân phanh thêm một lần nữa, bốn cửa, để tự động lock. Đó. Và khi chúng ta dừng xe, chúng ta tắt máy đúng không ạ? Bốn cửa sẽ tự unlock. Đó, rất là hay. Và chúng ta rời khỏi xe, tình huống chúng ta rời khỏi xe mang theo chìa khóa. Thì lúc này cửa sẽ tự động lock khi chúng ta rời khỏi xe khoảng 3 mét. Tôi sẽ để chìa khóa ở đây và tôi đến gần xe. Chắc chắn cửa này đã được lock rất an toàn và tiện ích khi mà chúng ta không cần bấm lock hay là unlock nữa. Và một tính năng nữa rất là hay ở trên bộ đèn ổ từ xa Digital Kaki 3300 này là chúng ta có thể thao tác tìm xe ở trên chính chiếc Smart Key này bằng cách ấn vào nút thứ 3. Đó, nút mở cốp đấy ạ. Đèn nháy và âm thanh báo hiệu vị trí xe của ta đang ở đâu. Đó. Rất tiện ích, chúng ta có thể bấm liên tiếp được thoải mái.
Vâng, rất là hay, rất là tiện ích. Và tiếp theo đây tôi sẽ giới thiệu các bạn tính năng đền hồ từ xa bằng app Bluetooth smartphone rất là đặc biệt. Đó, và với app tôi đã tải ở đây, nó tên là Bluemode, chúng ta sẽ có thể tìm dễ dàng ở trên iOS, hệ điều hành iOS hay là Android đều có. Và khi đăng nhập vào thì mỗi chủ xe sẽ có một mật khẩu riêng để đăng nhập vào. Tôi vừa đăng nhập vào app Bluetooth smartphone để điều khiển đèn hồ từ xa trên chiếc xe này, và ở giao diện đây chúng ta có thể, đó là các cái tính năng, đó là unlock cửa xe này, lock cửa xe này, đề nổ này, ngắt đề nổ này, và tìm xe. Tôi sẽ thao tác lần lượt nhé. Chiếc xe này đang được lock này, tôi sẽ bấm unlock. Đó, hôm nay tôi không mang chìa khóa theo người, và tôi sẽ thử tiến lại gần xe để mở cửa xe. Tiếp theo đây tôi sẽ thử lock cửa xe. Đó, lúc này chắc chắn là cửa xe đã lock. Và sau đây tôi sẽ thao tác đèn hồ từ xa trên chính chiếc smartphone này với một cú chạm. Cũng rất dễ dàng thôi, tôi có thể ngắt đèn hồ bằng một cú chạm. Đó, động cơ lúc này đã tắt. Và cuối cùng đây là thao tác tìm xe. Đó, có âm thanh và đèn nháy. Tôi thao tác lại này. Rất là tiện ích đúng không ạ? Và rất là mang tính công nghệ cao. Đặc biệt sản phẩm này là hoàn toàn cắm jack nhé, quý vị các bạn. Rất an tâm về cái vấn đề kỹ thuật lắp đặt của sản phẩm Digital Car Key 3300.